Đây là kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những tin tức không thể bỏ qua. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Đức, 41 tuổi và vợ là Nguyễn Thị Thu Vân, 35 tuổi cùng quê tỉnh Khánh Hòa về tội hành hạ người khác. Nạn nhân là chị PTTH, 22 tuổi, quê tỉnh Phú Yên. Theo thông tin ban đầu, chị PTTH được cha mẹ cho vào thành phố Hồ Chí Minh để học nghề và gửi ở nhờ tại nhà của người quen là vợ chồng Đức Vân tại hẻm 40 đường Tam Bình, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức. Giữa tháng 6 vừa qua, chị PTTH bất ngờ về quê, minh mẩy đầy thương tích. Cha mẹ gặng hỏi thì chị PTTH kể bị cặp vợ chồng Đức Vân nhốt trong nhà, hành hung nhiều lần. Chị PTTH đã bỏ trốn và xin tiền người đi đường để bắt xe về quê. Sau khi biết sự thật, cha mẹ đã đưa chị PTTH đến bệnh viện ở quê để điều trị thương tích, sau đó đưa con vào thành phố Hồ Chí Minh đến công an phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức để tố cáo vợ chồng Đức Vân. Theo điều tra ban đầu, quá trình chị PTTH ở nhờ tại nhà cặp vợ chồng Đức Vân, ban đầu cặp vợ chồng này lăng mạ rồi nhốt trong nhà và hành hung. Việc này diễn ra nhiều lần và gần đây, chị PTTH bị hành hạ dẫn đến đa chấn thương khắp cơ thể, gãy 8 xương sườn phải. Công an đã đưa vợ chồng Đức Vân tới làm việc và cả hai thừa nhận hành vi. Bước đầu, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân giữa vợ chồng Đức Vân và chị H. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Thu Thanh, 37 tuổi, trú phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị can Trần Thị Thu Thanh là tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn, làm 2 người tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương. Trước đó vào khoảng 21 giờ 15 phút ngày 27 tháng 6, bà Trần Thị Thu Thanh điều khiển xe ô tô 4 chỗ mang biển số 72A70821 lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi hướng ra bãi trước, thì tông vào xe đẩy rác do bà NTP đẩy bộ cùng chiều phía trước. Sau đó bà Trần Thị Thu Thanh tiếp tục điều khiển xe ô tô chạy đến giao lộ Hùng Vương Nguyễn Văn Trỗi thì va chạm với xe máy do ông BXT điều khiển cùng chiều phía trước. Bà Trần Thị Thu Thanh tiếp tục lái xe tới ngã năm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, tông vào hai xe máy khác đang chạy cùng chiều, ô tô do bà Trần Thị Thu Thanh điều khiển kéo lê xe máy về hướng đường Lê Quý Đôn và tiếp tục tông vào xe máy do chị LTNT, 43 tuổi, trú thành phố Vũng Tàu, chở theo bà PTS, 73 tuổi, mẹ chị T, lưu thông chiều ngược lại, đang đứng chờ đèn đỏ. Xe ô tô của bà Thanh đẩy hai chiếc xe máy cùng nạn nhân lên vỉa hè, va chạm với một chiếc xe máy đang dựng trên vỉa hè, chỉ dừng lại khi tông vào trụ điện và một chiếc ô tô khác đang đỗ trước nhà trên đường Lê Quý Đôn. Vụ tai nạn đã khiến bà PTS cùng con gái tử vong tại hiện trường. Những người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện tại có 2 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Bà Rịa và 1 người được điều trị tại bệnh viện Vũng Tàu bị đa chấn thương rất nặng. Ngoài ra còn có 2 bệnh nhân bị nhẹ hơn tự chuyển viện lên thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an thành phố Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế. Kết quả, nồng độ cồn trong máu của bà Trần Thị Thu Thanh là 82,3mg trên lít, nồng độ cồn qua hơi thở 0,503mg trên lít, kết quả ma túy và các chất kích thích khác là âm tính. Qua làm việc với bà Trần Thị Thu Thanh và người liên quan, cơ quan chức năng xác định vào khoảng 18 giờ ngày 27 tháng 6, bà Trần Thị Thu Thanh được bạn trai đi xe máy đến đón. Sau đó cả hai đi xe ô tô biển kiểm soát 72A70821 ra quán ăn trên đường Chu Mạnh Trinh. Đến khoảng hơn 20 giờ ngày 27 tháng 6, bạn trai điều khiển ô tô chở bà Thanh về lại chung cư rồi lấy xe máy về nhà. Sau đó bà Thanh lái ô tô gây tai nạn liên hoàn. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định xe ô tô mà bà Thanh lái gây tai nạn do ông HAD, bạn trai bà Thanh đứng tên.
Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ kiểm tra đột xuất quán bar Astro ở số 21 đường Trần Nhật Duật, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục thanh niên nam nữ có biểu hiện phê ma túy đang nhảy múa trong tiếng nhạc inh ỏi. Qua kiểm đếm, có 83 khách đang vui chơi tại quán. Tiến hành kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện 28 trường hợp dương tính với chất ma túy, trong đó có 25 trường hợp ngồi tại 4 bàn của quán có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét tại các bàn, lực lượng công an thu giữ khoảng 5 gram ma túy loại ketamin, 6 gram ma túy thuốc lắc, 3 bình khí cười cùng một số vật chứng khác có liên quan. Theo Thượng tá Huỳnh Thanh Bình, trưởng công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đây là vụ tổ chức sử dụng ma túy trong quán bar quy mô lớn nhất ở tỉnh Đắk Lắk từ trước đến nay, được lực lượng công an thành phố Buôn Ma Thuột triệt phá thành công. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Chư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Nhật Thông, sinh năm 2001, trú tại xã Hòa Đông, huyện Krông Park, để điều tra về tội tổ chức đua xe trái phép. Thông tin ban đầu, vào tối ngày 20 tháng 6, Phạm Nhật Thông rủ Ika, sinh năm 2007, trú tại huyện Chư Quynh, đua xe tại đoạn đường Tránh Đông, thành phố Buôn Ma Thuột, đang thi công chưa đưa vào khai thác. Phạm Nhật Thông nói Ika rủ thêm người cùng tham gia cho vui. Tối ngày 21 tháng 6, Ika và IS đều sinh năm 2007. IN sinh năm 2009, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột cùng một số thanh niên khác đến tiệm sửa xe mô tô Bin Phạm để chuẩn bị đua xe. Lúc này, Phạm Nhật Thông giao mô tô đã tháo biển kiểm soát cho Long Khánh Hát, sinh năm 2004, trú tại huyện Krông Park, làm phương tiện đua và hỗ trợ nhiên liệu cho xe của IS. Đến khoảng 22 giờ ngày 21 tháng 6, trong lúc đang đua xe trên đường Tránh Đông, xe mô tô của IN va chạm với xe của Long Khánh Hát, cú va chạm mạnh khiến cả IN và Long Khánh Hát tử vong tại chỗ. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Trong chiều ngày 27 và sáng ngày 28 tháng 6, tại ba con sông chảy qua địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, liên tiếp phát hiện ba tử thi gồm hai nữ và một nam. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân xác minh danh tính của ba nạn nhân tử vong nổi dưới sông. Theo đó, sáng ngày 28 tháng 6, người dân phát hiện xác nữ giới nổi trên sông Đồng Nai, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nên trình báo cơ quan chức năng. Qua kiểm tra, công an xác định nạn nhân khoảng 25 tuổi, trên người mặc bộ đồ màu vàng, không có giấy tờ tùy thân. Trước đó, trưa ngày 27 tháng 6, người dân đi xà lan trên sông Rạch Chiếc, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, phát hiện có một thân thể nữ mặc quần jean, áo thun màu cam và áo khoác màu xanh. Tại hiện trường, tử thi có dấu hiệu phân hủy, phình to và bốc mùi hôi thối. Đến 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một thân thể nam giới khoảng 30 tuổi nổi trên sông Sài Gòn thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức. Nạn nhân mặc quần tây, áo sơ mi màu đen và tóc nhuộm vàng. Thân thể các nạn nhân được đưa về nhà xác phục vụ công tác khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân tử vong và danh tính. Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân có người thân mất tích hoặc liên quan đến ba thân thể được phát hiện đến trụ sở cung cấp thông tin. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can, nguyên cán bộ Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Cao Phong về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can bị khởi tố gồm Phùng Sinh Kính sinh năm 1962, nguyên phó giám đốc, phụ trách trung tâm. Nguyễn Thị Nhâm sinh năm 1982, kế toán. Nguyễn Thị Tâm sinh năm 1983, thủ quỹ. Hoàng Thị Thu Hằng sinh năm 1985, tổ trưởng tổ đào tạo nghề. Đinh Thúy Diệu sinh năm 1979, viên chức tổ đào tạo nghề. Và Nguyễn Ngọc Lan sinh năm 1972, viên chức tổ đào tạo nghề. Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, năm 2022, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Cao Phong được cấp kinh phí để thực hiện các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo từ nguồn ngân sách huyện và nguồn chương trình mục tiêu quốc gia. Ông Phùng Sinh Kính, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Đào tạo nghề Giáo dục Thường xuyên huyện Cao Phong được giao làm chủ tài khoản, quyết định việc thu chi tại trung tâm năm 2022.
ông Phùng Sinh Kính đã chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện chứng từ thanh quyết toán theo hướng kê tăng thời gian lớp đào tạo nghề nhằm kê tăng phần chi tiền cho giáo viên dạy nghề và học viên so với thực tế chi trả nhằm thu lợi bất chính. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với các bị can, tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!